Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay giới thiệu cho tất cả các bác một cặp bát 2 nắp chuyên NK và là hàng chính hãng của công ty NG. Đây cái thùng của nó đây này. Thùng của nó là NG các bác nhé. Màng sơn dầu bóng gân hay gân. Thì hôm nay em làm một cái video thì dành riêng biệt cho một cặp bát này để cho tất cả các bác cập nhật mẫu. Hàng NG Limited nó sẽ in cái chữ NG này. Màng sơn dầu bóng này, con này của nó là có model là 10ND680, hàng chính hãng công ty NG. Các cái lỗ tỏa nhiệt của nó sẽ tỏa nhiệt trực tiếp ở cái côn này này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Và cái dòng bát này em đang có bát 20, 25, 30, 40. Dòng bát 25 này là côn của nó 76, dòng neo khối và chuyên dòng sự kiện, chạm nhún màu vàng. Đây là sản phẩm hàng chính hãng công ty. Các bác sử dụng những cái cặp bát như thế này thì lời của nó rất là sáng, độ bền cao và chất ca của nó sẽ sáng hơn so với các dòng neo khác. Neo LG là phiên bản cao cấp. Các bác có lấy loại rẻ hơn thì em lại có dòng như là Leo 325V hoặc là Leo Silly. Còn cặp bát 25 Neo này có giá hơn 3 triệu một tí xíu, tầm 3,2 triệu cặp bát này. Và các bác nào mà có nhu cầu đến bát 25 Neo côn 76 của LG cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Nhận hàng các bác được kiểm tra thanh toán. Các bác lắp cái dòng Neo này, các bác lắp vào các cái thùng như là loa full hoặc là loa cột hoặc là các cái dòng loa hỏa tiễn, loa sự kiện thì mình lắp các cái dòng neo này. Chơi gia đình mình lắp vào các cái dòng loa full thì lời ca của nó rất là sáng. Đáng hát được 3 bài thì mình sẽ hát thành 6 bài mà không thấy mệt giọng vì loa neo thì lực từ nó mạnh, nó hát rất là nhẹ nhá. Và loại loa là loa chuyên lời các bác nhé.